trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, hồi ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhan đề Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, phần thứ 14, tất cả vì chiến thắng cuối cùng. Trong chiến dịch này, công tác chính trị đã có nhiều tiến bộ nhằm đáp ứng kêu cầu đánh lớn. Khó khăn về tiếp tế buộc phải tính toán chặt chẽ số người ở tiền tuyến. Nhưng một lực lượng đông đảo các văn nghệ sĩ, các đoàn văn công đã có mặt hợp thành một binh chủng đặc biệt trong đội hình chiến dịch tổng cục chính trị đưa theo cả một bộ phận nhà in báo quân đội nhân dân ấn hành đều kỳ ngay tại mặt trận truyền đạt mọi chủ trương của lãnh đạo phản ánh các trận đánh kịp thời trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ chiến sĩ chúng ta đã có những bài hát bài thơ được sáng tác ngay tại mặt trận những thước phim tư liệu quý giá dành cho lịch sử văn công biểu diễn tại chiến hào trong hầm pháo hát cho bộ đội ở vị trí tiền tiêu nghe qua máy điện thoại Chuyển đơn vận động binh lính địch được tán phát vào tận trong khu trung tâm cuối tháng tư ta đã xây dựng xong một hệ thống loa truyền thanh chung quanh tập đoàn cứ điểm thường xuyên tác động vào tư tưởng binh lính đang sống trong địa ngục trần gian anh em còn có sáng kiến làm những bè chở biểu ngữ địch vận tranh cổ động thả trôi theo dòng sông nậm rốm để những hình ảnh này đập vào mắt quân địch bộ phận văn công vừa đi dự đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở bukas về biểu diễn hay hẳn lên tôi hỏi đội trưởng lương ngọc trác vì sao diễn viên múa của ta có những tiến bộ khác hẳn anh cho biết khi qua liên xô một nghệ sĩ nhân dân của bạn dự buổi đoàn ôn tập đã cảm ơn vì được xem những điệu múa dân tộc việt nam độc đáo chỉ tiếc là cán nghệ sĩ của ta còn thiếu giao lưu tình cảm nếu có những điệu múa này sẽ hay hơn rất nhiều nhờ vậy trong chiến dịch này bộ đội được thưởng thức những điệu múa đẹp với những ánh mắt nụ cười sự sâu sát đặc biệt của cán bộ tham mưu chính trị đối với các đơn vị tham chiến là kết quả của đợt chỉnh huấn mùa hè. Các phái viên đã cùng cán bộ cơ sở giải quyết những khó khăn tại chỗ, cũng như kịp thời báo cáo mọi mặt tình hình với đảng ủy và bộ chỉ huy mặt trận. Những đồng chí lãnh đạo ngành hậu cần luôn luôn ở trên mặt đường. Thời tiết đột ngột thay đổi với những trận mưa như chút nước. Chúng tôi rất lo cho bộ đội phía Tây sống tại trận địa chiến hào giữa cánh đồng. Một hôm, sau một trận mưa lớn kéo dài, tôi gọi điện thoại cho 308 hỏi tình hình. Đầu dây, tiếng anh vũ ồm ồm nhưng rành rọt báo cáo anh nước đến ngang bụng bộ đội rồi sau mỗi trận mưa nắng lại dữ dội hơn không khí chiến trường oi ả à, ngột ngạt đe dọa bệnh tật kéo tới cơ quan phải mời cán bộ địa phương lên hỏi về tình hình mưa nắng lụt lội và những bệnh tật thường có trong mùa hè nhiều phái viên được cử đi nghiên cứu và giúp đỡ đơn vị cải thiện điều kiện sinh hoạt của bộ đội trong mùa mưa anh vũ văn cần cục trưởng cục quân y cũng như những phái viên đã phản ánh với tôi về cuộc sống căng thẳng của bộ đội tại trận địa khi từ trên núi chuyển xuống cánh đồng chưa ai nghĩ trận đánh sẽ kéo dài nên tổ chức đời sống còn mang tính tạm bỡ những hầm ếch khoét bên bờ chiến hào không đủ chiều dài duỗi chân bữa ăn thường là cơm vắt nguội lạnh không có rau khói thuốc súng và xác quân địch ở những nơi giáp danh giữa ta và địch không được thu dọn thường xuyên tạo nên sự ô nhiễm trong một cuộc họp cán bộ tôi nêu vấn đề cần bảo đảm sinh hoạt bình thường của bộ đội tại trận địa. Có ý kiến cho là chiến đấu vốn đã không bình thường. Lần này chiến đấu tại chiến hào lại càng không bình thường, cho nên không thể có sinh hoạt bình thường ở trận địa. Tôi nói bộ đội chiến đấu liên tục 5 tháng liền, chuyện không bình thường đã trở thành bình thường. Quân địch ở Mường Thanh bị bao vây chặt không thể rời khỏi hầm thì khó bình thường hóa sinh hoạt. Nhưng trận địa của ta thoáng rộng, liền kề với hậu phương ta vẫn có thể bình thường hóa sinh hoạt của bộ đội, như tổ chức cho anh em luân phiên về phía sau tắm giặt, cố tìm rau xanh, bảo đảm cho anh em ăn cơm nóng, uống nước nóng. Những điều này bộ đội đã làm được ngay trên đường hành quân. Việc tổ chức hầm ngủ cho sạch sẽ, nằm đủ duỗi chân, có cố bài tú lơ khơ, sách báo cho anh em giải trí, đều là những việc hoàn toàn có thể làm được. Không bảo đảm sinh hoạt bình thường cho bộ đội để giữ gìn sức khỏe sẽ không bảo đảm phương châm đánh chắc tiến chắc đi tới thắng lợi cuối cùng mọi người đều nhất trí thương binh nặng tại mặt trận không thể chịu đựng được cuộc hành trình dài để trở về hậu phương trên những con đường máy bay đánh phá ác liệt họ cần được điều trị tại chỗ nhưng có những trường hợp hiểm nghèo như vết thương sọ não vượt quá khả năng của quân y sau đợt đầu chiến dịch tôi đã đề nghị trung ương đưa một số thầy thuốc giỏi nhất ra mặt trận điện về đúng lúc bác cử một phái đoàn thay mặt chính phủ lên thăm bộ đội trong đoàn có bác sĩ vũ đình tụng bộ trưởng y tế bác sĩ tôn thất tùng thứ trưởng bộ y tế anh tôn thất tùng là bác sĩ phẫu thuật được coi là có đôi bàn tay vàng anh tụng và anh tùng sau đó đã ở lại các bác sĩ triệu huấn hiệu trưởng và hiệu phó trường quân y cũng đưa một số học sinh lên tri viện trong chiến dịch này đội ngũ bác sĩ y sĩ hộ lý đã làm một công việc vượt rất xa sức mình quân y báo cáo mặc dù tình hình thuốc men rất khó khăn nhưng khoảng 5.000 thương bệnh binh có thể được trả về đơn vị trong chiến dịch. Địch hy vọng kéo dài cuộc chiến bằng cách đánh mạnh vào các tuyến đường tiếp tế. Chúng biết rõ sau mỗi đợt tiến công, bộ đội ta lại phải chờ đạn, gạo từ hậu phương chuyển lên, những quãng đường nằm bên sườn đèo cao, những đoạn dễ bị úng nước, những thước cầu trên đường đột đạo, trở thành túi bom. Ở tuyến hậu phương, đèo giảng trên đường từ cao bằng xuống, đèo cả từ Lạng Sơn về, đèo khế nối liền Thái Nguyên với tuyến Quang, đèo lũng lô nối liền yên bái với sơn la là mục tiêu của những cuộc oanh kích trên tuyến chiến dịch bom địch vẫn không ngừng chút xuống đèo pha đạn các đầu mối giao thông còn nòi tuần giáo nhưng còn một tai họa khác là mưa mưa biết khai thác nhược điểm của con đường hơn cả những tên giặc lái tất cả đường của ta đều hẹp và xấu lại bị phá hoại trước đây mới được khôi phục nhanh bằng cấp phối ngay khi trời khô giáo xe cơ giới qua lại đã khó khăn mưa tạo thành những bãi lầy dài cả chục km mưa rồn đất từ thành vại xuống phủ ký lờ mặt đường có khi nó cuốn cả từng mảng đường bên sườn đèo xuống vực sâu quân địch đã biết rõ sức phá hoại của mưa đối với những tuyến đường tiếp tế ngay từ đầu chiến dịch chúng đã đề ra làm mưa nhân tạo nhưng chưa thành công mùa mưa tới sớm đã tiếp tay cho chúng pháo đói đạn trầm trọng có ngày mỗi khẩu pháo của ta chỉ còn hai ba viên đạn trước đó một số đơn vị cũng đã sử dụng đạn quá lãng phí. Một trung đoàn qua năn ngày kiềm chế pháo binh địch, bắn hết 2.000 viên đạn súng cối. Một tiểu đoàn phòng không 12,7 ly trong một ngày, bắn tới 12.000 viên đạn. Bộ chỉ huy mặt trận buộc phải quy định lại việc sử dụng đạn dược, bắn quá 3 viên 105 phải xin phép tham mưu trường, quá 10 viên phải xin phép tổng tư lệnh. Một lần tôi qua phòng tác chiến, nghe đơn vị đề nghị bắn 5 phát lựu pháo vào sân bay. Anh Thái hỏi lại, bắn để làm gì? khi biết đơn vị cần bắn tia quân địch anh thái trả lời một viên mọi chiến dịch tôi thường nghe báo cáo tình hình cung cấp từng thời kỳ nhưng lần này công tác hậu cần đã trở nên một vấn đề đặc biệt quan trọng góp phần quyết định thành bại của chiến dịch cán bộ tham mưu đã làm một cuốn sổ theo dõi tình hình vận chuyển đạn dược hàng ngày riêng về gạo dựng thành một biểu đồ mỗi sáng đã trở thành thói quen khi mới ngủ dậy tôi nhìn ngay vào bảng biểu đồ hậu cần treo trên vách liếp bén cạnh bản đồ chiến sự. Cán bộ tham mưu đã ghi số gạo nhập kho đêm trước bằng một gạch đỏ. Một buổi sớm, tôi bỗng nhìn thấy một đường gạch đỏ gần như thẳng đứng. Đêm hôm trước, gạo nhập kho không đầy một tấn. Đồng chí phụ trách kế hoạch hậu cần được gọi tới. Anh giải thích. Báo cáo anh, đêm qua trời mưa to. Mặc dù mưa to, bộ đội vẫn phải có ăn để đánh giặc tôi dành liền mấy ngày ngồi họp cùng các anh Đặng Minh Giang, Nguyễn Thanh Bình, Đinh Đức Thiện, Nguyễn Văn Nam bản cách giải quyết khâu yếu này. Trong chiến dịch, các đồng chí phụ trách công tác hậu cần đã gặp những trường hợp bất khả kháng. Nhiều đồng chí thức dòng giã suốt tháng, lấy mặt đường làm nơi gặp gỡ cán bộ, bàn bạc giải quyết những khó khăn. Nhưng chiến đấu yêu cầu chúng ta còn phải cố gắng hơn nữa. Sau cuộc họp, một số lớn cán bộ mặt trận được chỉ định đi xuống các tuyến cung cấp đầy mạnh hoạt động. Mỗi sáng, Đúng 6 giờ, tôi đứng bên máy điện thoại trực tiếp nhận báo cáo số lượng gạo, đạn vận chuyển trong đêm. Trên cánh đồng phía tây, bộ đội ta khơi dánh chung quanh công sự và đào những đường thoát nước tại trận địa. Cơ quan tham mưu mặt trận tập trung nghiên cứu cánh làm chiến hào nổi để đối phó với nước lũ. Mỗi khi thấy một đám mây đen hiện trên đầu núi, một ánh chớp lóe trong đêm, tôi lại bồn chồn. Chúng ta đã chuẩn bị mọi mặt để chiến đấu qua mùa mưa, nhưng tốt nhất vẫn là kết thúc số phận quân địch trước khi mùa mưa tới. Những ngày đầu tháng 4, ban bí thư cử anh Hoàng Tùng ra mặt trận thông báo công việc ở nhà và nắm tình hình. Nghe tin tôi bị mệt, trung ương gửi ra một ít thuốc bổ. Khi anh Tùng trở về, tôi biên thư báo cáo với bộ chính trị về tình hình điện biên phủ sau hai đợt tiến công, về chủ trương tác chiến sắp tới và nêu sự cần thiết phải khắc phục tư tưởng mỏi mệt, ngại chiến đấu ác liệt và kéo dài. Ít ngày sau, nhận được nghị quyết cuộc họp ngày 19 tháng 4 năm 1954 của bộ chính trị toàn dân toàn đảng và chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch. Cả nước đang dồn sức cho Điện Biên Phủ, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Anh Trường Trinh gửi kèm cho tôi một bức thư. Qua thư anh, tôi biết công việc của Trung ương ở nhà hết sức bận rộn vì chiến dịch. Anh Nguyễn Trí Thanh đi liên khu 4 để cùng anh Hoàng Anh đẩy mạnh công tác chi viện tiền tuyến. Anh Văn Tiến Dũng đi liên khu 3 chỉ đạo những hoạt động ở đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến trường chính Điện Biên Phủ. Anh Lê Văn Lương ở nhà lo công việc hàng ngày. Từ đầu chiến dịch, Trung ương và chính phủ đã tập trung lãnh đạo quân đội và nhân dân thực hiện kế hoạch tiến công Đông Xuân. Trung ương chưa hề bỏ qua bất cứ một yêu cầu nào dù là hết sức khó khăn của tiền tuyến. Sự chăm lo đặc biệt của Trung ương, của toàn Đảng, toàn dân đối với Điện Biên Phủ khiến cho chúng tôi càng nghĩ đến trách nhiệm của mình các chiến dịch trước đó từng đơn vị chỉ đánh vài trận những trận đánh thường diễn ra không quá một đêm sau mỗi trận bộ đội ta rút ngay về vị trí an toàn phía sau nghỉ ngơi củng cố chuẩn bị cho trận khác đến chiến dịch này cuộc chiến đấu đã kéo dài nhiều tháng dòng những trận truy kích đường dài công đồn phòng ngự đánh phản kích quyết liệt diễn ra liên tiếp ngay sau đó lại bắt tay luôn vào xây dựng trận địa bản thân công việc này cũng là chiến đấu bộ đội ta ăn ngữ ngay tại công sự trên trận địa đối mặt với quân địch cường độ chiến đấu đã vượt lên sức chịu đựng của con người cơ quan chính trị đi nắm tình hình tư tưởng các đơn vị nhận xét qua đợt chiến đấu vừa rồi nổi lên những gương chiến đấu dũng cảm mưu trí sáng tạo nhưng trong cán bộ cũng nảy sinh một số biểu hiện tiêu cực như ngại hy sinh gian khổ chấp hành mệnh lệnh không nghiêm cá biệt có cán bộ đã bỏ nhiệm vụ giữa trận đánh trong chiến dịch này đây là những hiện tượng mới trên bàn làm việc của tôi, có một bản đồ trận địa tiến công và bao vây. Hàng ngày, cán bộ tham mưu ghi lên đó những đoạn chiến hào các đơn vị đảo đêm trước. Thời gian đầu, chúng phát triển khá nhanh, nhưng tới gần đồn địch, thì ở một số nơi, đường hào hầu như không tiến triển. Một hôm, tôi hỏi đơn vị chuẩn bị đánh đồi A1, chiến hào ta còn cách địch bao xa, đơn vị báo cáo 30 mét. Để đơn vị đào tiếp thêm một đêm, hỏi lại, đơn vị báo cáo 35 mét, qua một đêm nữa, lại hỏi, khoảng cách này vẫn không thay đổi. Sau đợt tiến công khu rông, công tác giáo dục chính trị đã tập trung làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận rõ tình hình khó khăn của địch và những điều kiện tất thẳng của ta, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm làm tròn nhiệm vụ. Từ cán bộ tới chiến sĩ đều đã tiến hành kiểm điểm. Đảng ủy mặt trận thấy không thể bỏ qua những hiện tượng mới này, quyết định triệu tập hội nghị các bí thư đại đoàn ủy các đồng chí phụ trách tổng cục, những người có trách nhiệm nặng nhất trong chiến dịch, để tiến hành kiểm điểm tư tưởng hữu khuynh tiêu cực trước khi bước vào đợt chiến đấu quyết định. Chúng tôi ngồi lại dưới ngôi nhà mái nữa dành riêng cho các cuộc họp. hầu hết những đồng chí có mặt đã hoạt động từ ngày cách mạng còn phải đi kiếm từng khẩu súng kíp, từng quả liệu đạn. con đường cách mạng tuy đầy trông gai, thử thách, nhưng nó không ngừng tiến lên phía trước và đem lại cho ta cái đẹp, cái vô cùng quý giá là tình đồng chí, tình bạn trong chiến đấu những khi có dịp quây quần bên nhau là để cùng vui trước thắng lợi hoặc cùng bàn cách vượt qua khó khăn giành thêm những thắng lợi mới tôi giới thiệu với hội nghị nghị quyết mới của bộ chính trị và trình bày bản báo cáo kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực xây dựng tinh thần tích cực cách mạng tinh thần triệt để chấp hành mệnh lệnh bảo đảm toàn thắng cho chiến dịch của đảng ủy mặt trận hội nghị thảo luận nhất trí về tình hình sau khi phân tích kỹ những khó khăn thuận lợi của ta và địch mọi người đều nghiêm khắc kiểm điểm những thiếu sót hội nghị geneva sắp họp ai nấy đều thấy mình đang đứng trước một đòi hỏi to lớn là không phải chỉ giành thắng lợi trong chặng đua nước rút cuối cùng mà còn phải về tới đích đúng thời gian và không được phép sao lãng trách nhiệm giành thắng lợi với tổn thất ít nhất về xương máu đây cũng là điều có thể thực hiện đã được thực tế chiến đấu những ngày qua chứng minh cuối cùng hội nghị nhận thấy cần làm sao cho quyết tâm của trung ương thấm nhuần tới mỗi cán bộ chiến sĩ mọi người cần vượt lên mỏi mệt, biến quyết tâm thành hành động trên chiến trường. Sau cuộc họp, tôi gặp riêng từng đồng chí bí thư đảng ủy, trao đổi về kế hoạch tác chiến sắp tới, về những khó khăn của đơn vị. Đã thấy một không khí khái hẳn, ai nấy đều tỏ ra lạc quan và tin tưởng. Những cuộc trao đổi kéo dài tới 2 giờ khuya. Đồng chí Hiếu, tránh văn phòng, trong đèn ngồi ghi lại bản báo cáo kết luận. Viết được từng phần, anh lại đánh thức tôi dậy thông qua trước khi đem đi đánh máy ngày mai các đơn vị đã cần có bản kết luận này vì nó chính là một tài liệu học tập thời giờ rất gấp đợt chiến đấu cuối cùng sắp bắt đầu ngày hôm sau phần lớn cán bộ cơ quan chính trị chia nhau xuống giúp đỡ các đơn vị triển khai một đợt giáo dục cấp tốc cho toàn thể bộ đội từ cấp ủy đến đảng viên từ cán bộ đến chiến sĩ để mọi người nhận thức rõ tình hình nâng cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ một khí thế mới dâng lên khắp nơi sau đợt học tập đây là một thành công rất lớn của công tác chính trị trên mặt trận Điện Biên Phủ, một trong những thành công lớn của công tác chính trị trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta. Tại Ninh Bình, trước yêu cầu của mặt trận Điện Biên Phủ, chỉ trong 24 giờ, nhân dân đã tập trung được 600 tấn gạo đưa ra tiền tuyến. Nhân dân Thanh Hóa đã đóng góp cho chiến dịch gần 11.000 tấn lương thực, thực phẩm đến mức gần như cạn kiệt nguồn dự trữ. Sau chiến thắng Nhà nước đã phải có nhiều biện pháp cứu đói và nhanh chóng phục hồi sản xuất ở Thanh Hóa. Trong đông xuân 1953 đến 1954, hậu phương đã đóng góp trên 300.000 dân công, gồm 10 triệu ngày công, hơn 26.000 tấn lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch Điện Biên phủ, khối lượng lớn gấp nhiều lần so với các năm trước. Nhân dân Tây Bắc, chủ yếu là 4 huyện Tuần Giáo, Điện Biên phủ, Quỳnh Nhai, Thuận Châu đã đóng góp 32.000 dân công 7.310 tấn gạo, 389 tấn thịt chiếm hơn 10% tổng số dân công, gần 30% số lương thực thực phẩm phục vụ chiến dịch. Đồng bào Tây Bắc san sẻ nốt những hạt gạo cuối cùng cho bộ đội. Riêng huyện tuần giáo giáp Điện Biên Phủ, người thư ruộng hiếm, đã góp cho mặt trận 1.200 tấn gạo, vượt rất xa mức dự kiến cơ quan cung cấp đề ra lúc đầu. Nhiều nơi đồng bào đóng góp cả thóc giống. Sau chiến dịch, hậu phương phải chuyển ngay chóc giống và nông cụ lên Tây Bậc để giúp nhân dân kịp thời tiếp tục sản xuất. Trên các tuyến chiến dịch, mọi người, mọi phương tiện lại phải dồn sức vào một cuộc thi đua nước rút với thời tiết, với kẻ thù. Hết phần 14